Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trưa ngày 12 tháng 4 của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Sau 14 ngày, hơn 3.300 cán bộ nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân trong Bệnh viện Bạch Mai chính thức kết thúc cách ly tập trung. Lần đầu tiên khởi tố hình sự đối tượng lập tài khoản Facebook giả mạo để tung tin thất thiệt, bịa đặt về Covid-19 khiến dư luận hoang mang. Cần tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân toàn bộ số vốn hơn 670.000 tỷ đồng trong năm nay để tạo động lực tăng trưởng trong bối cảnh dịch Covid-19 kéo dài. Thưa quý vị, theo số liệu của Bộ Y tế, trong sáng nay ngày 12 tháng 4, Việt Nam không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới nào. Như vậy, tính đến thời điểm này, tại Việt Nam có 258 trường hợp mắc Covid-19, trong đó 144 người đã được điều trị khỏi. Còn trên thế giới, theo số liệu của Mỹ, tính tới 6 giờ sáng nay, đã có gần 1,8 triệu ca mắc COVID-19, với hơn 108.000 người đã tử vong. Mỹ đã vượt Italia về số người tử vong, với hơn 20.000 ca. Mỹ cũng là nước có số ca nhiễm mới tăng nhanh nhất, với hơn 26.000 ca mắc mới chỉ trong ngày hôm qua. Số người nhiễm COVID-19 tại Mỹ cũng cao nhất trên thế giới tính tới thời điểm này, với gần 530.000 trường hợp. Chính thức kết thúc vùng cách ly y tế tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội vào 0 giờ sáng nay. Điều này có nghĩa là hơn 3.300 cán bộ nhân viên y tế, các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân ở trong bệnh viện kết thúc cách ly tập trung sau 14 ngày. Và bệnh viện sẽ có thể tiếp nhận trở lại bệnh nhân trong thời gian tới. Cách đây 2 tuần, chính quyền thành phố đã quyết định thực hiện vùng cách ly y tế đối với bệnh viện này do phát hiện các ca dương tính với COVID-19 ở đây. Sau 14 ngày cách ly, không phát hiện các ca nhiễm mới, hơn 4.000 cán bộ nhân viên bệnh viện có 2 lần test âm tính với SARS-CoV-2. Phóng viên thời sự đã có mặt tại Bệnh viện Bạch Mai đêm ngày hôm qua, vào thời điểm lệnh nội bất xuất, ngoại bất nhập được gỡ bỏ. Khu vực cổng chính Bệnh viện Bạch Mai, đúng 0 giờ ngày 12 tháng 4, những tấm rào chắn cách ly đã được các lực lượng chức năng gỡ bỏ. Đối với các cán bộ y bác sĩ điều dưỡng của bệnh viện, đây chính là điều họ nóng lòng chờ đợi suốt nhiều ngày qua. Chúng tôi rất là mong chờ, bởi vì là lệnh cách ly để dỡ bỏ thì là nhân dân có thể đến Bệnh viện Bạch Mai điều trị chữa bệnh được bình thường. Từ rất lâu rồi thì không chỉ riêng tôi mà tất cả các nhân viên của Bệnh viện Bạch Mai mong muốn được dỡ bỏ cái hàng rào cách ly để cuộc sống trở lại bình thường và dịch bệnh sớm được qua đi ạ. Quy định nội bất xuất, ngoại bất nhập đối với Bệnh viện Bạch Mai được dỡ bỏ. Điều này cũng có nghĩa là người dân sẽ lại được đến bệnh viện khám chữa bệnh. Tuy nhiên, theo đại diện Bệnh viện Bạch Mai, ít nhất phải 2 tuần nữa có hoạt động khám chữa bệnh tại đây mới chính thức trở lại bình thường. Trong 2 tuần tới là thời gian mà chúng tôi muốn củng cố lại toàn bộ cái hệ thống chống nhiễm khuẩn, sàng lọc, phát hiện sớm những trường hợp mà nghi ngờ nhiễm COVID-19 để đảm bảo những bệnh nhân, những người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế không bị lây nhiễm COVID-19 này. Và chúng tôi sẽ trở lại hoạt động bình thường vào đầu tháng 5. Đại diện Bệnh viện Bạch Mai cũng cho biết, đến thời điểm này, ổ dịch tại bệnh viện cơ bản đã được kiểm soát. Hơn 4.000 cán bộ y bác sĩ bệnh viện sau khi xét nghiệm 2-3 lần đã có kết quả âm tính. Gần 1.600 bệnh nhân được chuyển về tuyến dưới và các bệnh viện của Hà Nội cũng đã có kết quả xét nghiệm tương tự. Tuy nhiên, để phòng tránh dịch lây lan trở lại ở bệnh viện, mỗi người dân khi đến khám và điều trị bệnh cần nêu cao trách nhiệm cộng đồng, nghiêm chỉnh thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo đúng khuyến cáo của ngành y tế. Thưa quý vị, từ đầu dịch bệnh đến nay, Việt Nam đã 3 lần thay đổi phác đồ điều trị và vẫn tiếp tục cập nhật đưa vào phác đồ điều trị những loại thuốc mới. Thông tin tại hội nghị trực tuyến tập huấn phòng chống dịch bệnh tại các cơ sở y tế với sự tham gia của 700 điểm cầu diễn ra vào sáng ngày hôm qua, Bộ Y tế cũng yêu cầu tất cả cơ sở y tế từ tuyến huyện trở lên phải nắm bắt được phác đồ điều trị để có thể thu dung bệnh nhân mắc COVID-19 khi dịch bệnh xảy ra trên diện rộng. Còn về thuốc trong điều trị, Bộ Y tế khẳng định tất cả các thuốc sử dụng trong phác đồ điều trị hiện nay như thuốc sốt rét, thuốc điều trị HIV và cả thuốc Intermetin, thuốc run đang được thế giới nghiên cứu đưa vào điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Việt Nam có thể cung cấp thuốc khi số mắc lên đến 400.000 ca. Với những nỗ lực quyết liệt của cả hệ thống chính trị, những thành công trong phòng chống đại dịch COVID-19 của Việt Nam đến nay đã được dư luận quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Phóng viên của chúng tôi đã có cuộc trao đổi để ghi nhận những nhận định của giáo sư Kak Taylor, một chuyên gia nghiên cứu Việt Nam tại Đại học New South Wales, Australia về công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Việt Nam. Thưa giáo sư Kak Taylor, ông đánh giá thế nào về chiến lược và nỗ lực của Việt Nam nhằm ngăn chặn dịch COVID-19? Giải pháp nào là hiệu quả nhất trong trường hợp của Việt Nam?
Đến thời điểm này, chiến lược của Việt Nam vẫn thành công bởi nó có tính phản ứng nhanh và tính chủ động. Quân đội đã được huy động để thiết lập chỗ ở cho một số lượng rất lớn những người bị cách ly. Việt Nam thậm chí còn kêu gọi những bác sĩ, y tá, chuyên gia đã về hưu trở lại làm việc, chung tay cùng cả nước chống dịch. Tính huy động còn được thể hiện qua hệ thống truyền thông, từ truyền hình quốc gia, báo đài, loa phường đến các tổ chức như Hội Phụ Nữ, Liên đoàn Lao động và Đoàn Thanh niên. Tất cả những tổ chức này chính là điểm liên lạc trong cộng đồng dân cư nhằm cung cấp thông tin, tư vấn và hỗ trợ cho người dân. Những tổ chức hoạt động một cách tự nguyện. Ở Australia, chúng tôi không có những tổ chức như thế. Việt Nam ghi nhận những ca nhiễm mới và đang ở giai đoạn 2 của cuộc chiến chống dịch COVID. Hiện tại, Việt Nam vẫn nằm trong top những nước có số ca bệnh COVID-19 thấp nhất thế giới. Đây là một thành công của Việt Nam về phòng chống dịch. Theo giáo sư, đâu là lý do của thành công này? Thành công chủ yếu ở đây là việc chủ động xác định, cách ly và kiểm soát các đối tượng có khả năng lây nhiễm từ rất sớm, đặc biệt là các công nhân trở về Vĩnh Phúc từ Vũ Hán, Trung Quốc. Tất cả những người đến Việt Nam đều bị cách ly. Có hai phụ nữ từ Vương quốc Anh đã được đưa vào cách ly tại bệnh viện. Và đến cuối, họ đều cho rằng việc đó thật sự xứng đáng và đã gửi lời cảm ơn đến chính phủ Việt Nam. Mô hình chống dịch này rất có hiệu quả bởi đến nay, số lượng ca nhiễm COVID-19 ở Việt Nam vẫn duy trì ở mức thấp và chưa có trường hợp nào tử vong. Một hạn chế khi chỉ kiểm tra những trường hợp tiếp xúc trực tiếp và thứ cấp là bạn không thể biết được tất cả các trường hợp có dấu hiệu nhiễm bệnh. Thế nhưng, Việt Nam đang vượt qua hạn chế này bằng cách tuân thủ lệnh giãn cách xã hội trong 2 tuần theo chỉ thị của Thủ tướng. Thêm vào đó, Việt Nam có tinh thần cộng đồng vô cùng sâu sắc. Lợi ích của gia đình, cộng đồng luôn được đặt lên trên lợi ích cá nhân, đặc biệt trong những thời điểm khó khăn. Xin cảm ơn giáo sư đã dành thời gian trả lời phỏng vấn Đài Truyền hình Việt Nam. Các địa phương trên cả nước đang khẩn trương rà soát, lập danh sách những hộ nghèo sẽ nhận hỗ trợ của chính phủ do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tại Thừa Thiên Huế, bên cạnh các hộ nghèo, cận nghèo, người lao động bị mất việc làm, tỉnh cũng hỗ trợ thêm các chi phí nuôi dưỡng và y tế cần thiết cho các trung tâm bảo trợ xã hội công lập. Còn thành phố Đà Nẵng thì cũng đã giao cho các quận huyện phải khảo sát tất cả trường hợp gặp khó khăn do dịch bệnh, đặc biệt là người lao động mất việc làm nhưng không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Từ đầu tháng 4 này, ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai công tác khám chữa bệnh tại nhà cho người cao tuổi và hơn một tuần thực hiện, chương trình này đã nhận được rất nhiều phản hồi tốt từ người dân. Hôm nay, bác sĩ Quyền và điều dưỡng Khánh của Bệnh viện quận Thủ Đức tiếp tục trồng rủi trên chiếc xe máy quen thuộc để đến khám tại nhà cho người cao tuổi. Sau khi có khuyến nghị của ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh, thì số ca khám như thế này đã tăng lên đáng kể. Rồi, bà có thấy mệt chỗ nào nữa không? Thời gian gần đây thì cái lượt mà khám bệnh tại nhà đối với những trường hợp mà cụ già trên 80 tuổi với lại bệnh nhân mãn tính thì rất là đông, tại vì do cái mùa dịch COVID-19 này thì em thấy là khi mà khám tại nhà rất là tiện lợi cho bệnh nhân, nhất là những người lớn tuổi trên 80 tuổi, thì cái này là hạn chế được cái việc đi lại cho bệnh nhân, rồi hạn chế được cái sự chờ đợi ở bệnh viện nữa. Từ trước tới nay rồi thì bác sĩ ở bệnh viện thì khám rất là nhiệt tình và chuyên môn thì rất là cao, nên tôi rất tin tưởng những cái to thuốc gì trước với hiện giờ nữa. Hiện công tác này đã được Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh triển khai rộng khắp tại hơn 50 bệnh viện trên toàn địa bàn thành phố, từ các bệnh viện chuyên biệt như là bệnh viện tai mũi họng, các bệnh viện đa khoa, bệnh viện quận huyện cho đến các bệnh viện tư nhân. Các cái đơn vị mà được tham gia khám chữa bệnh tại nhà ở đây thì gồm những cơ sở đã được cấp phép và các cái bác sĩ, các cái đội ngũ nhân viên y tế cũng đã được có cái chứng chỉ hành nghề. Về cái phí vận chuyển cũng như phí khám thì theo đúng cái quy định hiện hành, bệnh viện tư nhân cũng được thu phí, nhưng phí đấy đã từng được đăng ký với lại Sở Y tế và chúng ta phải thực hiện đúng theo giá đã đăng ký. Còn về thuốc men, nếu như mà những cái người bệnh mà đã có bảo hiểm y tế thì được thực hiện, còn những người không có bảo hiểm y tế thì chúng ta có cái hình thức kê đơn và các anh chị có thể lựa chọn cái việc mua thuốc ở những cái đơn vị nào mình mong muốn. Sở Y tế thành phố cũng thực hiện kiểm soát chất lượng khám chữa bệnh và đường dây y tế, tạo sự an tâm cho người dân. Các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch xem xét miễn giảm tiền phòng và tiền ăn với các khách nước ngoài bị mắc kẹt do dịch COVID-19. Đây là đề nghị của Tổng cục Du lịch. Theo đó, các địa phương cần khẩn trương thống kê và báo cáo tổng số khách nước ngoài đang lưu trú trên địa bàn, xác định rõ trường hợp du khách có nhu cầu rời Việt Nam nhưng hiện còn ở lại vì các lý do khách quan, nhưng do thực hiện cách ly, do hãng hàng không dừng chuyến bay hoặc quốc gia đến, quá cảnh, đóng cửa biên giới. Yêu cầu báo cáo về Tổng cục Du lịch trước thứ Ba tuần sau.
Còn tại các thành phố lớn, những ngày này rất nhiều người lao động đã bị mất việc hoặc là giảm giờ làm do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Nhưng nhiều người vẫn cố bám trụ ở lại thành phố để chờ tìm việc mới. Để hỗ trợ những lao động này trong thời điểm dịch bệnh, nhiều chủ nhà trọ tại Hải Phòng đã chủ động giảm giá thuê phòng từ 20 đến 70%, thậm chí là miễn toàn bộ tiền thuê trọ, như một sự chia sẻ với khó khăn của người lao động. Ký túc xá Sen, 70 phòng ở thoáng mát, sạch sẽ. Tất cả đều được chủ nhà trọ miễn phí hoàn toàn cho lao động thất nghiệp, không phải là miễn một tháng. Chủ nhà trọ sẵn sàng cho ở đến khi lao động tìm được việc. Bây giờ em đang trong quá trình là nghỉ chờ việc, thì bên chủ nhà trọ người ta cũng hỗ trợ em là giảm 100% cái phí thuê nhà trọ. Đâm ra là cũng được em được giảm bớt được cái gánh nặng trong cuộc sống. Với tất cả các bạn mà đang ở bên trong nhà trọ, với trường hợp mà các bạn là bị thất nghiệp mà công ty là phải đóng cửa thì chúng tôi sẽ hỗ trợ là 100% với cái tiền của nhà trọ của mọi người là từ tháng 4 đến tháng 7. Khu nhà này cũng là nơi nhiều công ty đặt phòng trọ cho các lao động ở ngoại tỉnh nhằm giúp họ ở lại Hải Phòng. Toàn bộ chi phí ăn ở của người lao động do công ty cùng chủ nhà trọ hỗ trợ. Hiện tại là bây giờ là đang trong cái đợt dịch COVID này thì là muốn là hạn chế cái vấn đề về đi lại. Thì là bên công ty chúng tôi cũng như là bên nhà trọ thì đã có làm việc với nhau thì hỗ trợ công nhân viên chúng tôi là được ở tại đây. 6 chủ nhà trọ với hơn 170 phòng ở tại xã Tân Tiến và An Hưng đã giảm giá từ 20 đến 100% tiền thuê cho khoảng 350 lao động. Nhiều chủ nhà trọ khác cũng cam kết giảm tiền thuê nếu người lao động gặp khó khăn. Nếu như mà các em mà công nhân mà ở mà các em mà có thể là thất nghiệp, lương tháng không ổn định thì mình cũng có thể là giảm cho các em đi những cái đồng tiền nhà trọ, có thể là từ 30 đến 50%. Khi nhiều lao động phải ngừng việc, công đoàn Hải Phòng đã vận động được 580 nhà trọ giảm miễn tiền thuê hàng nghìn phòng với giá trị gần 3 tỷ đồng. Một sự chia sẻ đầy tương thân, tương ái để giúp đỡ lao động vượt qua lúc khó khăn này. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong phần sau của bản tin. Sau thời gian dài bấp bênh do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thị trường lúa gạo đồng bằng sông Cửu Long sôi động trở lại sau quyết định mới của Thủ tướng Chính phủ. Chia sẻ nguồn nước ngọt quý giá cho nhiều hộ dân tại đồng bằng sông Cửu Long đang chịu ảnh hưởng của đợt hạn hán xâm nhập mặn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, lần đầu tiên một đối tượng tung tin giả về dịch COVID-19 đã bị khởi tố hình sự. Đó là Đinh Vĩnh Sơn, 27 tuổi, trú tại tỉnh Lâm Đồng. Đối tượng này đã lập Facebook giả mạo và đăng tin thất thiệt, bịa đặt về tình hình dịch bệnh tại thành phố Đà Lạt. Công an tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện và khởi tố để điều tra. Sáng ngày 1 tháng 4, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện một tài khoản Facebook có tên Hồ Hoàng Duy đăng tải trong nhóm Facebook cộng đồng việc làm thêm học sinh, sinh viên Đà Lạt. Bài viết có nội dung Đà Lạt có 3 ca nhiễm COVID-19, trong đó 1 ca đã tử vong lúc 4 giờ sáng nay. 2 ca còn lại đang được cách ly. Theo xác minh của cơ quan điều tra, tài khoản này không phải của Hồ Hoàng Duy mà do đối tượng Đinh Vĩnh Sơn lập ra từ đầu tháng 3 năm nay với nhiều bài viết sai sự thật về dịch COVID. Đối tượng thừa nhận giả mạo tài khoản để vu vạ cho anh Duy do mâu thuẫn cá nhân trên mạng xã hội. Em đăng hôm sáng 10 tháng 4. Nội dung là Đà Lạt đã có 3 ca nhiễm COVID, 1 ca tử vong. Cái thông tin này thì em nghe từ đâu ra? Thông tin này em tự bịa ra. Chúng tôi có thể nói là tổ chức truy tìm rất là nhanh để mà xác định đối tượng, và trên cơ sở đó thì đánh giá về tính chất mức độ nguy hiểm của cái việc đăng thông tin sai sự thật trên không gian mạng liên quan COVID-19, đặc biệt là khi mà chúng ta bước vào thực hiện cái chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về cái cách ly toàn xã hội, thì nó đã gây ra một cái làn sóng hoang mang trong quần chúng nhân dân. Cơ quan công an kết luận thông tin Sơn đăng tải là giả. Hiện thành phố Đà Lạt chưa có ca lây nhiễm COVID-19. Xét hành vi của Sơn là nguy hiểm, cần phải xử lý nghiêm để răn đe. Ngày 10 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đinh Vĩnh Sơn để điều tra về hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.
Ngày 11 tháng 4, làm việc với Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước SCIC, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đánh giá công tác thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty này đã được tích cực triển khai. Nhiều tồn tại phát sinh đã được xử lý có hiệu quả. Tuy nhiên, đến nay, việc chuyển giao doanh nghiệp về SCIC còn chậm. Số lượng doanh nghiệp bán vốn thành công còn thấp. Trên cơ sở này, Phó Thủ tướng đề nghị SCIC cần chủ động làm việc với các bộ ngành để đẩy mạnh chuyển giao các doanh nghiệp về SCIC theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng. Về cơ chế bán vốn và cổ phần hóa, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn SCIC xác định giá khởi điểm. Trong trường hợp bán đấu giá, chào bán cạnh tranh không thành công thì áp dụng cơ chế bán vốn đặc thù, hạ giá khởi điểm bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật. Phó Thủ tướng cũng lưu ý nguyên tắc thoái vốn là phải công khai, minh bạch, rõ ràng, tư vấn thẩm định đúng giá trị, không để dư luận đánh giá không tốt như thiếu công khai hay là có lợi ích nhóm. Các bộ ngành và địa phương cần tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công, nhất là với các dự án lớn, quan trọng, các chương trình mục tiêu quốc gia. Đây là một trong những yêu cầu cấp bách của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt trong bối cảnh những lĩnh vực là động lực quan trọng cho tăng trưởng đang chịu tác động lớn từ dịch COVID-19. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công là giải pháp ưu tiên và có tính khả thi nhất để hỗ trợ nền kinh tế trong bối cảnh hiện nay, trong đó có việc giải ngân toàn bộ số vốn hơn 670.000 tỷ đồng trong năm nay. Ngay từ đầu năm, tuyến cao tốc đường bộ Cam lộ La Sơn nối tỉnh Quảng Trị với Huế nằm trong dự án cao tốc đường bộ Bắc Nam phía Đông đã được gấp rút triển khai. Theo Ban Quản lý dự án, đến thời điểm này đã giải ngân hơn 1.100 tỷ đồng, tương đương với hơn 27% kế hoạch. Triển khai được 7 trên 11 gói thầu và đang phấn đấu từ nay cuối tháng sẽ phấn đấu khởi công đồng loạt tất cả 11 gói thầu còn 4 gói thầu còn lại để chúng ta đẩy nhanh cái tiến độ thi công để cố gắng phấn đấu cơ bản xong cái phần nền cơ nền đất vào trước mùa mưa năm 2020 này. Hiện Ban Quản lý dự án này đang thực hiện mục tiêu kép, đó là hoàn thành 3 trên tổng số 4 dự án đang triển khai ngay trong tháng 4, đồng thời hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư 8 đoạn thuộc dự án cao tốc đường bộ Bắc Nam phía Đông để có thể giải ngân ngay sau khi có quyết định chuyển đổi hình thức đầu tư. Phân chia lại các cái gói thầu cho nó phù hợp, rồi là công tác tách hồ sơ, rồi là dự án, rồi lập kế hoạch đấu thầu vân vân các thứ thì để chuẩn bị sẵn sàng. Mà khi có nghị quyết quốc hội cái là sẽ triển khai ngay. Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, năm nay lần đầu tiên 100% số vốn kế hoạch năm 2020 được giao hết một lần trước ngày 30 tháng 11 năm 2019. Ngoài ra cũng tăng thêm thẩm quyền cho các bộ, địa phương trong công tác giải ngân. Đây cũng là cơ sở để đẩy mạnh tiến độ giải ngân ngay trong dịch COVID-19. Lúc này lúc cần xả cái đầu tư công ra để bơm thêm cái sức sống cho nền kinh tế mà trong cái nó đang ngưng trệ vì cái dịch. Một số các cái thẩm quyền liên quan đến phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt quyết định đầu tư cũng như là trong việc quyết định điều chỉnh cái kế hoạch trong quá trình thực hiện để chuyển từ những dự án có mức độ giải ngân thấp sang dự án có khả năng giải ngân cao hơn là đã được phân cấp mạnh mẽ cho các bộ ngành và địa phương. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn còn tới 31 bộ, cơ quan trung ương và 57 địa phương chưa giao chi tiết hết vốn ngân sách nhà nước năm 2020. 3 tháng đầu năm, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư đạt hơn 61.000 tỷ đồng, tương đương với 13% kế hoạch, tuy cao hơn cùng kỳ năm trước, nhưng tăng không đáng kể và chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Sau khi Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương về phương án xuất khẩu 400.000 tấn gạo trong tháng 4 này, các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gạo và người nông dân tại đồng bằng sông Cửu Long đã xem đây là một cơ hội tốt để thu về lợi nhuận sau một thời gian dài bấp bênh. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự tại vựa lúa năm này. Những ruộng lúa này từng bị hạn mặn uy hiếp, nhưng bà con đã ngăn chặn kịp thời. Nhờ vậy mà vụ lúa đông xuân đạt năng suất cao nhất trong vòng 3 năm gần đây, tăng từ 200 đến 300 kg một hecta. Không những thế, giá lúa cũng ổn định ở mức cao, đặc biệt vì tiêu thụ khá dễ dàng. Đợt này chắc cũng đỡ, chắc cũng vô tấn. Giá thì thấy năm nay đỡ đó. Đầu vụ thì nghe cũng rẻ, tới giữa vụ này sao nó được lên 5.500. Giá bán thì nó cũng cao hơn năm rồi. Thì hiện giờ lúa OM18 với OM5451 thì được là 5.500 1 ký. Lợi nhuận như thế này thì một công chắc cỡ tầm lớn chắc được cỡ 3 triệu. Từ đầu năm đến nay, xuất khẩu gạo có nhiều khởi sắc. Khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhu cầu lương thực ngày càng tăng cao. Do vậy, mở cửa xuất khẩu vào thời điểm này sẽ mang lại lợi nhuận khá cho cả doanh nghiệp và nông dân. Giá xuất khẩu là tăng rõ rệt.
tăng hiện nay như chúng tôi thì ví dụ như là chúng tôi có thể tăng lên được khoảng từ đầu năm ra khoảng 20%. Ví dụ trước đây ví dụ như là cái loại gạo mà chúng tôi bán chỉ khoảng 500 thì hiện nay đã lên đến khoảng là 550-560 rồi. Đây là một trong những cái tín hiệu tích cực mà gạo Việt Nam có thể là tham gia vào để bù đắp vào những cái thị trường đó. Đến nay, đồng bằng sông Cửu Long đã cơ bản thu hoạch xong lúa đông xuân, năng suất ước đạt 7,6 tấn một hecta. Đây được xem là vụ lúa thắng lợi của vùng khi hạn mặn diễn ra khốc liệt và gây gắt như hiện nay. Càng phấn khởi hơn khi thị trường xuất khẩu gạo lại khá sáng sủa. Kiểm soát tốt xuất khẩu, nước ta sẽ không lo thiếu gạo mà còn tận dụng được cơ hội thị trường, nâng cao lợi nhuận cho người trồng lúa. Những ngày này, hạn hán và xâm nhập mặn đang khiến khoảng 96.000 hộ dân tại đồng bằng sông Cửu Long bị thiếu nước ngọt sinh hoạt. Ở nhiều nơi, người dân phải mua nước ngọt với giá khá cao. Và trong lúc khó khăn này, đã có những nguồn nước miễn phí sẵn sàng dành tặng cho bà con. Điểm lấy nước tại nhà trung úy Trần Văn Hồng, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Rồng Trôm, tỉnh Bến Tre là một nơi như vậy. Từ rất nhiều ngày qua, đây là điểm đến hàng ngày của người dân ở xã Bình Hòa. Nguồn nước này luôn có sẵn bất kể đêm hay ngày và luôn miễn phí cho tất cả. Giữa mùa dịch, việc đảm bảo an toàn cũng được lưu ý. Từ khi sông rạch bị nhiễm mặn, đây là nguồn nước sinh hoạt chính của rất nhiều bà con địa phương. Tất cả cái xóm này họ đến, họ rất là bằng lòng với thái độ phục vụ của chú Hồng. Họ rất là bằng lòng, tại vì biết sao không? Chú vừa đi làm, mà khi mà về là chú thức tới 1-2 giờ khuya. Cho nên đây bà con rất là cảm động. Nguồn nước ngọt này được lấy từ hai giếng đào của gia đình trung úy Trần Văn Hồng. Để tạo thuận lợi tối đa cho bà con, anh nhân viên lái xe của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Rồng Trôm, tỉnh Bến Tre đã đầu tư hơn 50 triệu đồng làm hệ thống máy bơm và bồn chứa. Bơm tất cả các là hồ nước đầy, rồi tôi là đưa ba cái vòi ra ngoài hết. Thì là khi mà tôi đi làm thì là coi như mấy cái vòi đó đều có nước hết, thì vì bà con là tới là hứng. Tuy mỗi ngày ở đây chỉ có thể cung cấp khoảng 10 khối nước, nhưng cũng phần nào đáp ứng được nhu cầu nước sạch cho người dân địa phương. Với nhiều người, nước ngọt giờ quý như vàng, nhưng tinh thần lá lành đùm lá rách giữa mùa hạn mặn lại càng quý hơn. Ở đây rất là mừng, rất là hoan nghênh. Tại vì một người bộ đội mà lo đủ thứ công nghiệp của ngành chuyên môn và về vẫn phục vụ riêng để cho bà con mình có nguồn nước sinh hoạt như thế này, thì đúng đó là xứng danh là bộ đội của Hồ. Và trong phần cuối của bản tin là thông tin về thời tiết. Đến đây, bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam xin được khép lại. Để xem lại các chương trình của Ban Truyền hình Đối ngoại, xin mời quý vị truy cập vào địa chỉ website vtv4.vtv.vn hoặc trên ứng dụng VTV Go. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.